Rồi các bạn thì như là cái tôi đề video qua thì trong clip này mình sẽ chia sẻ bạn về cái trải nghiệm lái của cái mẫu xe điện đến từ Yadea, đó là cái mẫu Ocean. Thì trước đây mình đã có review cái mẫu xe điện của nhà Yadea luôn, đó là cái mẫu Vanguard, nhưng mà cái xe đó thì nó sẽ có phân khúc nó cao hơn, giá nó cũng sẽ cao hơn. Còn với cái mẫu Ocean này á, thì nó sẽ có giá dễ chịu hơn và cái phân khúc đối tượng người dùng nó cũng sẽ khác hơn. Đầu tiên đó là về cái giá bán đi ha. Thì cái xe này á, khi mà chị mình mua cho mẹ mình để mình đi chợ hàng ngày, đi lại trong phố, dạy nhà hoặc là có thăm bà con á, thì nếu mà tính luôn cả giấy tờ ra giấy các kiểu luôn á thì nó sẽ khoảng là 20 triệu. Thì với mình nha, đánh giá nha, con số 20 triệu là một con số nó rất là vừa tầm vừa phải cho những ai, thứ nhất là gì, bạn muốn mua chiếc xe này cho phụ huynh đi lại hàng ngày trong phố, đi chợ, nhẹ nhàng thăm bà con giống như là mình đi, đó là cái nhất. Thứ hai đó là bạn muốn gọi là mua cho học sinh nè, sinh viên để mình đi học, đi làm cái bản hàng ngày đó. Muốn kiếm một chiếc xe nó phải phong cách thời trang nó đẹp mà cũng phải nhẹ nhàng, đi nó cũng rất là ok, đủ tốc độ ha, để mà an toàn và nó có một cái cảm giác lái nó tốt nè. Bạn có đi chơi những cà phê trà sữa với bạn bè thì cũng rất là thoải mái, không có bị nhập nhằn như là kiểu mẫu xe tay ga bình thường, đi nó cũng yên tâm hơn rất là nhiều. Thứ hai đó là về cái phần thiết kế thì Ocean là một cái mẫu xe nó có một cái tính thời trang rất là cao, bằng chứng là nó sẽ có rất là nhiều phiên bản màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn phù hợp cho cả người trẻ lẫn trung niên. Thành ra là bạn có thể mình thoải mái mình lựa chọn sao cho đúng cái gu style cái thời trang của mình. Và cái xe này á, nó sẽ có một cái trọng lượng rất là nhẹ, nó chỉ khoảng là 93 kg mà thôi, nó nhẹ hơn cả một cái chiếc xe tay ga nhìn nó nữ như chiếc Vision đi, bạn chắc rất là thoải mái. Kể cả người trung niên như là mẹ mình đi ở ngoài 50 rồi, nhưng mà việc dắt cái xe này á, đi xuống góc nhà nè, đi chợ hay là mình đi mua đồ hay là thăm bà con á, nó rất là nhẹ nhàng và cực kỳ thoải mái. Kể cả những bạn nữ tiểu trong mềm đi cái xe này vẫn rất là nhẹ nhàng. Và cái yên xe con này á, nó cũng thấp chỉ là 710 mm thôi, không ra là những bạn nào mà tự ti về chiều cao, tức là bạn thấp hơn cái 6 á, thì bạn đi con này nó vẫn rất là tự tin thoải mái, chống chân rất là nhẹ nhàng, không có gì phải lo lắng hết. Và cái yên con này á, ngồi thì cũng rất là êm thoải mái, nhưng mà do mình cao khoảng cái 8 nào, bạn thấy mình khi mình ngồi á là nếu mình như mình ngồi một người thì ok nha, cho mình dài, nhưng mà nếu mình đi hai người á, hai người mà nhỏ con thì không sao nha, còn mà mình mua về hai người to như mình thì ngồi sẽ bị chật nha, rồi lưu ý. Thì sẵn tiện luôn, mình thấy rõ ràng là cái phần gác chân nè, nếu mình để một cái ba lô như thế này và hai cái chân mình á, thì mình thấy rằng nó sẽ không có nằm ở trong gọn của xe, nó sẽ hình nằm ở ngoài chút xíu, hơi bị chật chút xíu nha. Nhưng ba nếu bạn nào mà không có để đồ ba lô mình đi thì cũng gọi là ok, chấp nhận được, hoặc là các bạn nữ mà đi túi nhỏ nhỏ thôi á thì không có sao. Và cái khoảng sáng gầm xe con này á, nó lên tới là 13 cm, cho nên là nếu bạn mình có nhu cầu bạn leo lề á thì cũng ok. Nói chung là cái lề nó quá cao thôi, còn những lề bình thường như là Sài Gòn đang có đây á thì bạn đi leo lề thoải mái. Và cái xe này phía sau á, là hãng cũng có cho mình một cái đồ dắt xe to bản nha, để bạn dắt xe nó cũng nhẹ nhàng hơn và nó cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Thì mình thấy là cái di động con này thiết kế các bạn nó cũng rất là vừa tầm, không quá dài cũng không quá ngắn, cũng không quá bẹo nè, rất là nhẹ nhàng thoải mái. Thì thiết kế nó cũng rất là đơn giản thôi, bên trái mình sẽ có là gì, một tắt có pha nè, ngang trái phải nè, còi nè, bên này ở bên phải sẽ là chế độ Sport và Eco, bật tắt đèn và cái nút gọi là đậu xe, là dừng xe hẳn lại đó. Cho nên là cái thiệt thao tác đó, nó rất là nhẹ nhàng. Cũng như mình thấy là lúc này á, nó làm hơi nhỏ nha, tay nhỏ thì làm sao, tay mình thôi mình đi thì bấm sẽ hơi bị lỏng cộng xíu. Và mình nên nhớ nha là khi bạn ra đường nó là không bật đèn pha nha, bật đèn có thôi, pha rất là chói mắt. Cái phần ga của bạn nó rất là nhẹ nhàng nha, ga rất là nhẹ và nó rất là nhạy, nên là bạn đi á, thoải mái lắm. Cái giữa này thì bạn sẽ có là một cái màn hình lớn nè, có màu nha, thì nó sẽ hiện rất trực quan như là về cái biên còn lại nè, tốc độ chip A, chip B, tốc độ mình đang đi nè, chế độ là đang chạy nè, các kiểu luôn, nó nhìn rất là trực quan. Tuy nhiên thì mình thấy là cái con này nếu bạn đi trời nắng nha thì hơi khó nhìn thấy, hơi khó thấy nha, đó là bạn không lưu ý. Còn xuống dưới á, thì nó sẽ có một cái hộp để đồ nhỏ để bạn để như là khẩu trang hay là vài ba cái lặt vặt gì đó, và thêm một cái ngăn để bạn bốc đồ để đi chợ đi đó. Đây là cái điểm mà mình thấy là ok nè, đi chợ bốc đồ rau củ quả hay là đi gạt rửa bốc bên đây cũng ok. Còn cái phần cốp xe con này các bạn ha, thì nó sẽ có dung tích cốp lên tới là 18 lít, nó dư dả để bạn để được một cái mùi cỏ lớn, hai người và một cái nón gần như là full face, ủi rồi ok luôn. Hoặc là bạn nữ mà hay mang nhiều đồ á thì bạn vẫn thể để đồ thoải mái vô tư, không sao hết. Còn về đèn á, thì cái xe này á, thì nó là đèn full led hết trước sau luôn, và cái đèn trước á, thì thấy là nó được làm cũng rất là ok, đẹp hơn, bạn thấy mình tắt đèn luôn. Và cái khả năng chiếu sáng thì mình thấy là cái đèn con này á, nó đi như mình nói đó, nó cũng chỉ gọi là chiếu sáng ở mức vừa phải trong đô thị thôi, chứ nó không có phù hợp với tầm đi xa nha. Đi xa chắc chắn là cái đèn nó không là nào nó tốt được rồi. Tiếp theo đó là về cái phần động cơ thì cái chiếc xe này các bạn, nó sẽ được chuẩn bị một cái bình ắc quy của nhà Yadea cùng với công nghệ độc quyền đó là TTFA. Thì cái công nghệ này bản chất là gì? Nó sẽ là cái công nghệ là hồi năng lượng lại, tức là khi bạn chạy nè, bạn có phanh gấp lại thì trên cái đồng hồ nó sẽ có một cái hiệu ứng đó, và nó sẽ hồi cái năng lượng phanh lại để mà nó chuyển hóa, thì vậy thì nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn, và cũng công nghệ này nó sẽ tối ưu hóa cái vấn đề về năng lượng để mình chạy được xa hơn, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm về cái mặt năng lượng. Thì trên cái mẫu Yadea Vanguard thì nó cũng sẽ có cái công nghệ này, thì mình thấy là gần như là những cái mẫu xe của Yadea đều có cái công nghệ này hết, nên là bạn cứ yên tâm cũng như là về cái chất lượng của cái ắc quy này, nó không có giống như là những cái ắc quy bình thường mà hay xài nha, do là bạn cứ yên tâm đảm bảo về cái công nghệ sạc điện trên cái mẫu xe Yadea Ocean này. Thì cũng liên quan về khối ắc quy thì cái xe này nó sẽ có cái công suất định mức là 800W và nó có thể lên tối đa lên tới là 1600W. Tốc độ tối đa con này á là 46 km khi bạn bật cái chế độ là Sport, còn với chế độ Eco á, thì nó sẽ thấp hơn. Thì tùy theo cái nhu cầu bạn đi thôi, nếu bạn đi nhẹ nhàng trong phố á, thì bạn cứ bật chế độ Eco bạn đi tà tà nó thoải mái không mát ha, còn bạn nào mà muốn đi tốc độ nhanh hơn để mà mình lên dốc cầu đi thì bạn bật qua chế độ Sport, hoặc là bạn cần rút ngắn thời gian đi á thì bạn bật chế độ Sport. Tất nhiên là khi bạn bật qua chế độ Sport á, đồng nghĩa là nó cũng sẽ hao điện nhiều hơn, hao năng lượng nhiều hơn ha. Thì theo nhận công bố là cái xe này khi bạn sạc đầy á là nó cho phép mình đi được con đường tối đa là 80 km. Tất nhiên là con số 80 km đó nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác nhau, như là bạn chạy xe, bạn có bận ga nhựa không, bạn chạy chế độ nào, bạn có thóc ga nhựa không, hay là cái con đường bạn đang đi á nó có gồ ghề hay không nè, trơn trượt hay không, có sỏi đá nhiều hay không, hay là nó có dốc hay không. Nói chung là nhiều yếu tố lắm bạn ha, để mà nó sẽ có một gọi là cái độ chênh lệch về cái quãng đường. Và cái xe này á, là nó sẽ mất khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng để bằng sạc đầy thông qua cái bộ sạc đi kèm theo các chiếc xe này ha. Thì mình thấy là với cái quãng đường là 80 km á, là nó dư sức với nhu cầu của mình nha, hoặc là với nhu cầu của mẹ mình đang đi đi, chỉ là đi chợ nè, lâu lâu lấy xe đi nè, hay là mình đi qua thăm bà con đi, thì thăm bà con cũng khoảng chừng 5-7 cây thôi, thậm chí là mình lên công ty đi chỉ còn 7 cây đi 7 cây về, tức là 14 cây dư giả, bạn đi khoảng 2-3 ngày hay là 4 ngày thì mình có từng sạc pin lại cái chiếc xe này thoải mái ha. Và thêm một điểm nữa là gì, có nhiều người hỏi là cái xe này nếu mình đi mưa hay là mình có đem xe đi rửa thì có sao không, thì bạn cứ yên tâm nha, cái xe này thì nó được hoàn thiện bởi cái chủng chống nước ABS 7, tâm ra là bạn cứ việc đi mua thoải mái, hay là bạn có đem cái xe đi rửa như là cái xe bình thường á, thoải mái từ từ, không có lo lắng gì hết. Và để cuối cùng là về tại sao mình nói cái xe này á, nó chỉ hợp cho những nhu cầu đi lại cơ bản trong phố và cho phụ huynh hoặc là cho học sinh sinh viên đi gần thôi, bởi vì á, là cái xe này á, cái tốc độ tối đa của nó là chỉ là 46 km, và cái động cơ của nó thì là không có quá mạnh như là cái vùng xe Vanguard mình đã có review, hoặc là những dòng xe cao cấp hơn. Cho nên là khi bạn có đem cái xe này đi ở đường xa hơn và bạn có muốn vượt xe khác thì mình khuyên là không nên nha, đặc biệt là cái chuyện mà vượt xe, bạn không nên dùng cái xe này để vượt xe khác và đi cả đua nha. Mình nói đó, cái chiếc Vanguard thì nó dành cho cái nhu cầu bạn đi hàng ngày ở cường độ cao hơn, còn với cái xe này thì bạn đi nó nhẹ nhàng hơn và thôi. Cho là đó là lý do mà bạn phải hiểu rõ được cái nhu cầu của mình như thế nào để mình chọn đúng cái xe nó phục vụ tốt cái nhu cầu đó, chứ mà bạn mà không hiểu thì bạn mua đôi khi thì nó lại không có đáp ứng tốt ha. Thì ngoài cái công nghệ là TTFA ra thì cái xe này á, nó còn có một cái công nghệ nữa đó là cái Smart Key. Thì cái xe này á, ngoài cái chìa khóa cơ ra ha, bạn còn có cái Smart Key nữa. Thì với cái chìa khóa Smart Key đó bạn có thể là gì, khóa xe nè, mở khóa xe nè, rồi mình có tìm xe nè, hay là bạn thấy mình đề cái xe này mình mở từ xa luôn, rất là tiện ha. Thì cái việc mà khóa xe á, là khi mà bật lên rồi á, nó sẽ khóa cánh sau lại, nếu như mà ai dắt đi á, thì nó sẽ hú lên, cho nên là bạn cứ yên tâm nha, không có lo gì hết. Còn về cái phần phanh đi ha, thì cái xe này các bạn, nó sẽ có một cái phanh đĩa phía trước và phanh tay chống phía sau. Thì mình đánh giá là cái khả năng phanh con này thì nó cũng ở mức gọi là nó vừa đủ thôi, chứ không gọi là nó quá gắt để bạn gọi là gây khó chịu, hay thậm chí là khiến cho những người trung niên, người lớn tuổi họ phanh gấp đi, họ giật mình ha. Cứ an toàn đi, nó nhẹ nhàng. Và mình khuyên là khi bạn có phanh thì bạn nên bóp hai phanh cùng lúc, như vậy thì nó sẽ thắng, cái quãng đường phanh nó sẽ ngắn hơn và nó cũng sẽ an toàn hơn, thay vì mình chỉ có thói quen là phanh trước và thôi. Mặc dù cái xe này á, thì nó thắng đĩa đó, với lại á, con này thì nó sẽ không có cái ABS nha, đâm ra là mua về là bạn đừng có kiểu mình chạy tốc độ cao xong mình phanh gấp, như vậy thì nó sẽ khá là nguy hiểm nếu như là đường trơn trượt nữa. Về cái phuộc á, thì phuộc con này thì mình thấy là nó hơi cứng nha, đâm ra là mình đi qua những cái gò giảm tốc nào ổ gà hay leo lề thì bạn nó đi từ từ thôi. Bạn mà đi nhanh quá thì nó sẽ hơi bị sốc nha, hơi bị khó chịu, có điểm mà bạn cần phải lưu ý. Rồi, như vậy mình đã có một cái video mình chia sẻ nhanh cho bạn về cái trải nghiệm lái sau khoảng gần 5 tháng mình mua cái xe TTFA. Chính xác là chị mình mua cái xe này cho mẹ mình để mình đi chợ, đi hàng ngày nhẹ nhàng thôi đó. Thì cho là mình nghĩ gì mình nói đó thôi, chứ mình không có sắp xếp theo trật tự, nên là các bạn xem clip còn thông cảm. Chủ yếu là mình muốn truyền đạt cho bạn về cái trải nghiệm của mình về cái mẫu xe này với một cúp giá là khoảng 20 triệu thì nó như thế nào ha. Rất phù hợp cho người phụ huynh nè, sinh viên học sinh mua về đầu tư đi học, đi làm nhẹ nhàng, hay là mình có chở thêm người nữa đi uống trà sữa, cà phê gì đó, rất là ok luôn. Thì bạn nghĩ sao về cái mẫu xe này thì bạn sẽ được comment bên dưới ha, vào link sản phẩm á, để mô tả cho ủng hộ kỹ hơn. Rồi, chào bạn.